Ê, cái khách sạn này tôi đang ở Grand New Khách Sạn. Mình ở Grand New Khách Sạn mới khai trương. Ê, khách sạn mới khai trương beautiful. Chị chờ. Đó, vô khách sạn beautiful. Đối diện khách sạn là cũng là hoàn toàn mới. Ok. Đối diện với nó là Encore. Wow. Oh, Rolls-Royce. Rolls-Royce. Multicolor right here. Multicolor. White color, 2010. Long Yossi, 2010. Wow. 2019. 2019. Wow, Chisha. You can get backup one. 2000. Wow. Oh my god. Dạng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Rolls Royce, Chisha. Here, look. They have name. Ooh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 9 Rolls Royce right here. Collection, Rolls Royce collection. Ooh. Ooh, Rolls Royce collection. Here we go. Đây là New Hotel, hotel mới thành lập hồi năm 2020. Anh gửi ra chúng ta đi New Hotel. Oh, Starbucks get like. Ok. Má mi chi trời, go New Hotel, ok. Perfect. Wow, cái yêu của bà Trung so beautiful ha. Ok. Very good. Casino. Hôm nay mình đi ở một cái khách sạn mới thành lập. Thử ra rất là sung sướng thử nghiệm một cái khách sạn mới. Hôm nay đã cởi hết mặt nạ giả tạo ra hết rồi. Thử ra chúng ta thoải mái enjoy. Ok. Hôm nay những cái mặt nạ giả tạo đã bị cởi ra hết. Bây giờ chúng ta tha hồ enjoy cuộc sống. Ok. Wow. Rất là enjoy. Hôm nay toàn là chơi sầm. Chơi game toàn là hai set không à. Với lại get information hai set. Right now là sign in the hotel. We have to view the high tech. Nobody. We have to do yourself. Okay. Hôm nay là high tech.
Giờ tôi vô khách sạn mới thành thử là phải lấy cái reward nặng có sâm đứt cao nên mình xíu stuck right here and we go ngay chỗ chi sợ đứng ấy đằng sau có machine đó đó ok đó rồi ok đằng sau chi sợ đứng à. Đây là toàn là high tech. Đó, đúng cái thẻ vô. Và sau đó hành động. Ok. Giờ đó có thể vô, sau đó sẽ hiện lên màn hình. Không có đâu không chua cấu thì chua. Tối thu. Bắt đầu hành động vô. Tech vô. Thì nó sẽ hiện lên và đánh cái email. The machine it doesn't work. Oh yeah. Đây là phục vụ ở chỗ này mang cái mặt nạ vé đi cướp. Really mang mặt nạ dưới càm. Mommy working. Đây là khách sạn Renew. Renew khách sạn chỗ này tất cả sòng bài đều Renew hết. Đó, mày chia sẻ chơi đó. Wow. Lobby rồi, right? Where lobby? Where lobby? Wow, quá trời quá đó. Lobby, lobby. The chicken. Wow, sau một cái cúm hán giả tạo thì bây giờ đã bung ra ăn chơi giả tạo còn được một thời gian thôi để ra bây giờ phải bung ra ăn chơi đó. Phải bung ra ăn chơi thôi. Đây là một khách sạn mới, mình đi thử nghiệm sang khách sạn này. Đó, khách sạn mới mình phải đi thử nghiệm. Đây là lobby. Ok. Wow, khách sạn này hơi đẹp, nó trang trí đẹp. Wow, crystal. Ở đây gái yêu của bà Trung rồi hia. Ủa, quán bar kế bên luôn. Gái yêu của bà Trung đang chờ đợi. Anh get lobby, vô sign up lấy cái phòng. Đây là quán bar ăn nhậu, ăn nhậu Chisha của bà Trung nằm ở đây. Very good Chisha. Hello Chisha. Alright. Tôi chưa bao giờ mà thấy cái ở cái lobby nào mà nó có cái bar rượu như cái new khách sạn này. New khách sạn này thì nó có cái bar rượu. Cái bar rượu này nằm sát bên cái lobby. Cái sign up lấy phòng. Đây là một điều mới lạ mà tôi chưa từng thấy. Đây là khách sạn mới. Ok, good.
gái tôi đang chờ. And you go get the bar t-shirt. Bây giờ là chúng tôi go. Chúng tôi go. Oh no, the tallest is 66. 30. But it doesn't work. Okay, we go 30 and 30. Okay, need the key. The pool for the people live right here only. Okay, we go inside the building. We're looking for the room. The room right here rent only $1,000 a night. We not spend a lot of money, only 1,000, that's it. And we live right here. Okay. So, we try the new hotel right here. We try, we open the room. And Tisha go in first. And mommy go in, and Bachung continue go in, and the room. Oh, beautiful room. Okay. Let me see the room, red room. Red room right here. Very nice red room. And tắm right here. Bồn tắm. Oh, have the hot shower. Oh no. You want the red room? Okay, red room. They go red room. Red room had the glass. We go. Oh yeah. And Tisha go bathroom right there. And room had the two bed. Okay, a perfect all for we go. Okay. Oh, what? Bây giờ mình nhìn ra cái view của mình. Cái view của mình đang ở khách sạn này. Mình nhìn ra thấy cái khôi đó. And the parking. Kế đến là Las Vegas Convention Center. Okay. We go. Circle right there. And okay, we in the correct. Oh yeah, okay, that's good. All right, we are đang ở trên level 30. Thành thử ra okay, we good. Oh, cái phòng mình đây nè, cái phòng mình đây, cái phòng mình hai giường ngủ. Yeah, double bed. Okay, good. Okay. Bà Trung xin tonight. Oh, bà Trung will xin tonight. I love các bạn cầu hồ cho bà Trung. Tính tiền, of course, they have tính tiền. Yeah, tính tiền. Đương nhiên, nobody free right here. Oh, yeah. Teacher, are you free? Rồi giờ đi xuống phòng tắm, đi xuống cái pool, enjoy pool. Okay. Có nhạc nữa hả? Về chắc bạn bay nha. Lòng nhạc vô. Chỉ sợ kiss luôn. Kiss buồn. Okay. Oh,
rồi. Khen rồi đi. Trời cho món mì. Wow. Wow, enjoy ha. Enjoy cuộc sống. Wow. Tắm rước. Wow, enjoy cuộc sống rước ha. Wow, gái và chung rình ăn cổ hộ. Gái và chung rình ai quá được. Oh, ở đây có hai khách sạn dính liền à. Một cái là Houston. Cái Houston, một cái Crockford. Tôi đang ở khách sạn Crockford. Hai khách sạn này dính liền. Ồ, hai khách sạn này nó hợp tác với nhau dính liền luôn. Wow, đẹp quá. Wow. So beautiful. Wow, đẹp. Wow, nóng quá vậy. Chị sợ nóng quá. Ở đây 108 độ, quá nóng luôn á. Wow, really hot. Ở đây khách sạn Rockford and Houston together. Gái bà chung với má mì nó đi đi vòng vòng take the picture. Yeah, small. We go another room.
rồi xong. Ô, ba Trung phải cởi áo này chứ. Mommy good. Wow, cái trời. À, chị sợ, sợ xuống đây bơi với bà Trung. Ngắm dưới đây được hết chị chờ. Chị sợ xuống nắm quá chúng. Xuống đây tắm này, bơi ấm không? Don't stand up. Oh, chết nhà, cá heo lên bờ. Dolphin on bridge. Dolphin on bridge, chết nhà. Yeah, hop, hop. Wow, beautiful, the core right there. Mới order thêm cái Marika nè. Look good. Ok. Wow, anh ơi. Ok. Quay để phê đã. Cái này là gì ạ? Marika nè. Có rượu không? Mình vô trái. Nói chung trái not yet. They just bring it. No, yeah, ok. The sunburn này. Chỉ sợ trái. Quay để phê đã, để phê đã. Ủa, gái yêu ba má mi chụp hết chưa? Ồ, chỗ này còn. Rồi, đi đi, má mi đi, chứ sao?
Ai bây giờ đã rồi. Bây giờ lên phòng thôi. Đó, giờ lên phòng thôi. Enjoy như đó đủ rồi. Wow. Wow, quá đẹp, quá đẹp. Đến này enjoy. Yeah. Quá đẹp. Yeah. Hi. Wow. Chỗ nít chơi hấp dẫn hơn người lớn gì nhỉ. Rồi bây giờ chúng tôi rút về phòng. À, đi lên rút về phòng đây. À, chị sợ mommy đi lên phòng. Wow, chỗ này so beautiful. Wow, đẹp quá. Quá đẹp. Wow, beautiful. Có người ở trong hồ sơ. Nó làm như diamond vậy. Brand new khách sạn. Wow. Pool table. Này khách sạn là brand new, mới thành lập 2020.
sàn Renew, thành thử ra tôi phải ghét hết những gì của Renew khách sạn này ở mặt Wall Street. Tension Yakitori. Đây là nó thành lập ra một cái nó gọi là food street. Cái nhà casino. Lắp ra. Wow. Jalen. Full street right here. Tha hồ thưởng thụ. Full street right here. Tha hồ thưởng thụ. Enjoy Food Street. Nori Bar. Food Street right here. Cái này như là một cái shopping có thực phẩm. Street Bird Chicken. Wow. Con lý vậy nè. Pizza Chicken. Texas Barbecue. Tất cả. Ben Pizza Chicken Fuchurang. Anchu Shandong. Tất cả order theo xài sử dụng hai test và trả tiền trên thẻ luôn. Muff Bontuki. Tất cả đều hai test, sử dụng toàn hai test hết. Đồ chơi casino đây là hai test hết. Đây là toàn bộ hai test hết. Bây giờ toàn xài hai test không à. Order theo kiểu mà computer. Order hai test. Order rồi mình tự trả tiền, tự giải quyết hết. Dễ đến biết cấp đồ thôi. Wow, em bé tí kẹo. Small piece, baby piece. Cái này toàn là order online.
có đồ ăn ở đây toàn là order by computer screen, không có order by qua người nữa, không có order qua người, toàn là order về computer không. Thành thử ra ai mà không order được thì chấp nhận thương đau, không order by by bằng người nữa mà order bằng computer đó, tất cả đều order by computer. Order computer, không order bằng người nữa. Order bằng screen, không order by con người nữa, hiểu mình nữa mà order bằng toàn là screen rồi. Ok. Sáu hai ba tám. Rồi order by computer đã hoàn thành. Ok. Ăn ăn kế bên casino luôn. Thank you.
tiri 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 tiri.